Cầu răng sứ, 9 đơn vị hàm trên, màu A1 tương đương với màu 2M1. Vita sau khi đã hoàn thành của cầu răng sứ này là của một bạn nữ trẻ khoảng 20 mấy tuổi, nhưng do hư răng mất răng sớm nên phải làm răng sứ để phục hồi chức năng nhai, chức năng thẩm mỹ. Rồi, chúc mọi người có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, an lành, hạnh phúc trong cuộc sống và gia đình và người thân. Chào mọi người.